Xin chào quý anh chị và các bạn. Và tiếp theo trong cái chuyên mục của chúng tôi ngày hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ với quý anh chị và các bạn là bốn cái dấu hiệu thông báo trước những cái việc mà không may mắn sẽ tìm đến với gia đình bạn. Hãy hết sức là thận trọng. Đây là những cái dấu hiệu trên bàn thờ, nó cho biết trước là cái vận xui đang tìm đến với bạn và chúng ta hãy tìm cái cách để chúng ta hóa giải ngay. Vậy thì đấy là những cái dấu hiệu nào? Và bây giờ xin mời quý anh chị chúng ta cùng theo dõi nội dung của chúng tôi. Thứ nhất là mơ thấy bàn thờ bị sập, hương bị cháy. Nếu bạn mơ thấy bàn thờ nhà mình bị nghiêng hoặc là bát hương bị cháy thì đây là một cái điểm không tốt. Theo các cái chuyên gia phong thủy thì những giấc mơ thấy bàn thờ khác mang lại cái may mắn và tốt lành trong tương lai thì hai cái giấc mơ kể trên báo trước cho bạn rằng bạn sắp gặp phải các cái tai ương trong cuộc sống. Lời khuyên cho bạn là tìm cái cách để đặt lại bàn thờ, điều chỉnh lại cho chắc chắn và cân bằng. Và cái thứ hai đấy là ánh thờ bị nghiêng hoặc là đổ mồ hôi. Khi bạn thấy trên bàn thờ của mình ánh thờ đột nhiên bị nghiêng, đổ thì bạn cần phải tìm cách hóa giải bởi đó là một cái điểm không tốt. Theo các cái chuyên gia phong thủy, thường thì cái hiện tượng đổ mồ hôi là do cái trời ẩm ảnh hưởng đến bàn thờ. Nhưng cái hiện tượng cho thấy tính thủy trong gia đình bạn quá nặng mà theo cái khía cạnh tiêu cực của thủy chính là cái sự càn quét bệnh tật có thể báo hiệu cho cái mối nguy hại lớn đang chờ đợi gia đình bạn. Vì vậy mà gia đình bạn cần phải cẩn trọng về cái vấn đề này. Và cái thứ ba đấy là mặt bàn thờ bị trúc xuống. Tức là khi bạn thấy cái mặt bàn thờ của nhà mình bị trúc xuống, đây có thể xuất phát từ cái lỗi thiết kế hoặc là mối mọt trong cái quá trình sử dụng và bạn nên thay bàn thờ ngay và nó là cái điểm xui cho gia chủ. Ngoài ra thì khi bạn thấy bàn thờ nghiêng, có thể gia đình bạn sắp bị trôi đi cái may mắn và tài lộc của cải. Bạn cần phải tìm cách hóa giải ngay. Và cái thứ tư đấy là bát hương bị cháy hoặc là bị xê dịch. Khi bạn đột nhiên thấy cái bát hương nhà mình bốc cháy hoặc là bị xê dịch, bạn cần phải hết sức thận trọng. Nguyên nhân của việc này là có thể bàn thờ nhà bạn đặt không đúng chỗ hoặc là cách thờ cúng của bạn có vấn đề. Ngoài ra thì bạn cũng nên tìm cái cách hóa giải để mang lại cái may mắn cho gia đình của nhà mình. Đây chính là bốn cái điểm xấu có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn. Mong rằng với thông tin này sẽ cung cấp cho quý anh chị được nhiều những kiến thức bổ ích hơn trong cái việc mà thờ cúng ở trong nhà, giúp cho quý anh chị là chủ động đón lành tránh dữ, mang lại nhiều cái điểm may mắn. Và video của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây. Xin hẹn gặp lại. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của chúng tôi.